cái đầu tiên thì cho mình hỏi một chút là về tên tuổi của các bạn cũng như là địa phương sinh sống và đội các bạn hôm nay đến đây ủng hộ nào. Em tên là Nguyễn Ánh ạ. Hôm nay thì em đến để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Em tên Nguyễn Thành Trang, em cũng đến để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Thì bạn cho mình hỏi một chút là cảm xúc của hai bạn hiện nay ấy, thế nào khi mà các bạn đến được đến sân đây và trực tiếp xem đội nhà thi đấu ạ? Em thì cảm thấy hơi hồi hộp một chút bởi vì bọn em đi từ xa đến đây đang háo hức để chờ đợi trận đấu. Còn về với em thì em cảm thấy em vừa hồi hộp và lo lắng với trận đấu sắp diễn ra. Sao? Vừa thế thì hai bạn thì có cái gửi cái lời nhắn nhủ gì đến để mà ủng hộ cho các tinh thần của các cầu thủ ở núi Sam cũng như là đội nhà ấy. Vì đây cũng là trận bán kết rồi. Em muốn gửi đến cho tất cả các em từ chính là tự tin và thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng. Em gửi chúc đến cho hai bạn tiếp theo với đội Sông Lam Nghệ An cũng như hai đội trong trận đấu sắp tới sẽ có một trận đấu hoặc là ví mãn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Cháu chào chú ạ. Thì lời đầu tiên thì cho cháu xin phép là cháu được hỏi tên cũng như tuổi và địa chỉ địa phương mình sinh sống ấy và cái đội mình ủng hộ đến ngày hôm nay. Tôi là Bùi Quyết, quê quán ở Quỳnh Đồng, gia đình có những cháu đá bóng ở đây. À vâng. Cháu là đã giải U19 hôm nay. Vâng. Rất vinh dự cho xóm làng tôi là cổ vũ tất cả mọi người đi cổ vũ cho cháu. Vâng. Thế thì cháu của bác là hiện giờ đang thi đấu cho đội nào ạ? Đang đội Việt Theo. Dạ vâng. Thế thì bác cho cháu hỏi một chút là cảm xúc của bác hôm nay ấy khi mà đến đây để mà xem đội của cháu bác thi đấu ạ? Rất vui và vinh dự được dự buổi đá bóng hôm nay cho các cháu và cổ vũ cho hai đội đã sang đoàn kết. Thì bác có cái lời nào mà nhắn gửi để ủng hộ tinh thần cho cháu của bác cũng như là toàn đội trong ngày hôm nay không ạ? Nhắn nhủ cho cháu Ngô Minh Tú cùng toàn đội Viettel làm sao đá bóng đoàn kết và làm sao giành chiến thắng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Cảm ơn.